trong câu chuyện anh kể em nghe. Ở đây đẹp quá con ha. Dạ. Con với cô đi chơi tới chiều luôn ha. Ê, chỉ cho cô đi. Con với cô lên trên kia chơi đi nha. Đẹp quá. Bây giờ con đố cô bắt được con. Chờ cô với. Ê. Con đố cô bắt được con. Bắt con đi, bắt con đi. Chờ cô với con. Con đố cô bắt được con. Chờ cô bắt với con đi. Bắt con đi. Chờ cô với. Con bắt được con đó. Cô bắt con bây giờ nè. Con mệt quá rồi. Má nói chuyện sau nha má. Ngồi xuống. Anh chị mà không có nói chuyện là không xong với tôi đâu. Anh chị mãi lo làm ăn, chơi bời, có biết con mình bị làm sao không? Có chuyện gì xảy ra với con của con được chứ má. Con vẫn mua sắm cho nó đầy đủ, nó vẫn học hành đàng hoàng. Vậy có chuyện gì phải lo hả má? Tại vì cô giáo bữa trước tới nhà, hai đứa có biết không? Ủa, có chuyện như vậy nữa hả má? Ủa, sao vậy má? Thằng Tiết nó không có chơi bời với bạn bè nào hết. Cả ngày không nói một lời. Học hành thì sa sút. Má, má phải mừng mới đúng chứ. Cháu nội của má ngoan ngoãn, không có nghịch ngợm, không gây lộn, không đánh lộn với ai. Nó ít nói, nó ngoan ngoãn quá thì lại nói nó có vấn đề. Còn chuyện học hành thì cứ kệ nó má à. Trẻ con ép nó học nhiều làm gì, đánh mất tuổi thơ của nó. Cứ để nó thoải mái đi. Má không biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Nhưng má thấy thằng bé nó cứ thơ thẩn một mình, ngó trời, ngó đất. Má hỏi nó suốt không nói, má xót lắm. Dạ con biết rồi má. Má về nghỉ đi. Để con đưa má về nha. Thôi khỏi. Nhìn anh chị mệt mỏi, nhiều việc, tôi tự về được rồi. Các anh chị muốn làm sao thì làm. Con là con của anh chị. Đừng để chuyện gì quá thì cô hối cũng không kịp đâu. Tiết. Dạ. Con trai của má hôm nay đi học có ngoan không nè? Dạ ngoan. Má hôn cái nha. Má mùi rượu không à. Má lại say xỉn đúng không? Không biết lát nữa má có bị ba đánh không nè. Má xin lỗi con nha. Cho anh cơ hội đi. Em nhắc lại cho anh một lần nữa là vai diễn chính đó phải thuộc về em. Nếu anh á mà không giao vai diễn chính cho em thì đích thân của em sẽ mang clip này đến cho vợ anh. Em cũng thề là em sẽ làm chứ không có dọa anh đâu. Tôi đầu tư tiền để cho anh làm phim, anh làm cái phim này đó hả? Anh là đồ tội. Tôi hận anh. Tôi sẽ nói với ba mẹ hai bên không có làm phim gì nữa hết, rút hết tiền về. Ê Phương à, anh có chuyện muốn nói với em. Hiếu nè. Dạ. Đi lên Sài Gòn phải nghe lời bà nội, nghe lời ba, nghe lời cô Trang nữa biết chưa? Dạ biết. Nhớ chăm sóc bé giùm chị nha. Chị yên tâm, em biết rồi. Con phải ngoan nghe chưa? Dạ. Thưa má con đi. Em đi nha chị. Mình đi con. Chào má. Bye bye chị. Thank you.
Đây, hợp đồng của diễn viên chính đó, cô ký đi. Anh Hoàng, sao lại như vậy? Chuyện này là sao? Anh đã chuyện với cô ấy rồi, thôi em đi ra ngoài đi. Em gửi anh. Đây, giày chính đây, em xóa cho anh xem nha. Đó. Cả bản gốc lẫn toàn bộ bản sao đó nha. Em cảm ơn nha. Cô Trang nói là bà nội bị bệnh. Bà nội khỏe chưa bà nội? Có cô Hiếu về là bà nội khỏe liền hả? À, nói. Mẹ Hạ về kìa, con chào mẹ Hạ đi. Chào má, con mới qua. Cô thương má Hạ. Ôi, Hiếu ngoan. Cô Hiếu. Cô chào ba. Chuyện này là sao hả má? Em thấy má tính như vậy là đúng. Cô Hiếu cần phải có cuộc sống tốt hơn. Và khi nó về đây thì Hoài mới có thể rảnh rang để tìm hạnh phúc cho mình. Em không thấy phiền khi cô Hiếu về đây sống sao? Sao lại phiền? Cô Hiếu là con của anh, cũng là con của em. Bé Hồng cũng muốn có anh mà. Em thấy hai đứa rất là thương nhau như anh em ruột vậy. Thì tụi nó vốn là anh em ruột mà. Tụi nó đều là con của anh và em, hiểu không? Tôi nghe đây. Vậy hả? Ừ, vậy thì tốt rồi. Tất nhiên rồi, phim dựng mâm mấy đúng thời hạn. À mà nè, cậu đó, cậu để ý tới truyền thông một chút, để người ta PR cho phim mình nữa nha. Nên bà nội quá hả? Bà nội, con về nha bà nội. Ờ, Hiếu, con mà về á, bà nội nhớ, bà nội thương con nhiều lắm con biết không? Dạ. Bây giờ bà nội hỏi thiệt Hiếu nha. Thương bà nội không? Dạ thương. Bởi vậy bà nội thương con nhiều lắm. Bà nội nói con nghe, bây giờ má Hạ đưa con về. Bà nội ho cả đêm nên không đưa con về được. Giờ ba Chính với má Hạ đưa con về. Nếu má Hoài đồng ý cho con về với bà nội, con có thích không? Dạ thích. Má Hạ, con muốn má Hạ ở chung với con. Khi nào mà con xuống đây á, thì má Hạ sẽ ở chung với con. Vậy má về ở với con, với lại má Hoài luôn nha. Có em Hồng đi nữa nha má. Em Hồng, đi với anh nha. Dạ. Ba, cho con đi chung với anh Hiếu nha. Em còn nhỏ, nên là chưa đi xa được đâu. Con đi được mà, ba cho con đi đi. Thôi mà các con, ba sẽ đưa anh Hiếu về xin phép mẹ của anh Hiếu. Khi nào xong, ba sẽ đưa anh Hiếu xuống đây ngay nha. Khi đó, má Hạ sẽ cho hai anh em đi chơi công viên, có chịu không? Dạ chịu. Anh Hiếu, anh đi mau rồi về chơi với em nha. Ờ. Dạ. Thôi, mình đi. Đi con. Anh, uống nước cam đi nè, cam nguyên chất đó.
Mà nè. Dạ. Em gọi anh tới đây có chuyện gì không? Thì em muốn biết lịch quay của mình có thay đổi hay không để em chuẩn bị. Trời ơi, cái đó phải hỏi trợ lý chứ. Tại sao lại hỏi anh? Thời gian đó anh lo những chuyện như vậy. Hỏi có chút xíu mà câu có quá. Em nghe mọi người nói á, khi đi phim mà đạo diễn không chịu cưng diễn viên nữ chính á, thì khi ra phim sẽ không có hay đâu á. Mà nè, nhưng mà anh có biết là em nhớ anh cỡ nào không? Rồi, anh biết. Nhưng mà anh đang rất là bận. Lần sau á, có chuyện gì thật sự gấp hẳn gọi cho anh. Anh đi đây. Anh Amana, anh nhắc cho em nhớ, đừng có mang chuyện tình cảm vào công việc. Trên phim trường anh và em chỉ có quan hệ đạo diễn và diễn viên thôi. Nhớ chưa? Em nhớ rồi. Anh. Cái gì nữa? Em đói bụng quá à. Mình đi ăn đi. Giờ này lôi nhau ra ngoài ăn, lỡ người ta nhìn thấy làm sao anh làm việc được? Rồi người ta đồn thổi tùm lum lên. Thì có làm sao đâu, đạo diễn với diễn viên đi ăn là chuyện bình thường mà. Mà người ta có đồn thổi á, thì phim của mình sẽ được chú ý hơn, khỏi tốn tiền PR của anh. Thôi, anh xin em đó, để cho anh có thời gian làm việc nữa. Anh. Vậy hả? Dạ. Ba. Vô nhà con. Của má về rồi. Anh, anh đi vô trong rửa mặt rồi nghỉ ngơi nha. Má Hạ gửi cái này về cho má nè. Con nói sao? Hạ về rồi hả? Dạ. Anh. Anh nghỉ ngơi nha. Em đi mua đồ ăn về cho hai ba con ăn. Thôi khỏi. Em ngồi đi, anh có chuyện muốn nói với em. Sao chị cứ căng thẳng hoài vậy? Phim Anh Hoàng sắp bấm máy rồi, chị phải vui lên mới đúng chứ. Không lo sao được em. Cả gia tài của nhà chị, của bà má chị đều nằm ở trong đó hết. Lỡ có chuyện gì chắc chị chết quá. Xui, chị nói bậy không à. Chị phải tin tưởng vào tài năng của chồng chị chứ. Nè, em hình dung rồi. Khi mà bộ phim công chiếu thành công, anh Hoàng sẽ đứng trước đông đảo nhà báo mà nói: để có được như ngày hôm nay, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến vợ của tôi, người đã luôn đồng hành với tôi trong quá trình làm phim. Chị ơi, lúc đó nha, tên và hình của chị sẽ ngập tràn trên các trang báo mạng luôn. Trời ơi, nghĩ đến đó thôi á, là em muốn có một người chồng làm đạo diễn rồi đó. Chị có anh Hoàng, có bạn nào mà làm đạo diễn mà chưa có vợ không? Giới thiệu cho em đi. Đi chị. Chị mà không đồng ý á, là bà Quyên bắt không chịu về luôn đó. Tôi không đồng ý. Tôi không bao giờ để cho con đi với anh. Cô không có quyền giữ nó. Thằng Hiếu là con trai của tôi phải có trách nhiệm với nó, cô hiểu không? Vậy tại sao từ trước tới giờ anh không có trách nhiệm với nó đi? Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không bao giờ để cho con đi với anh. Sướng khổ gì, mẹ con tôi tự chịu. Đó là cô nói đó nha. Tôi chỉ muốn thằng Hiếu nó được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, cô hiểu không? Cô không muốn thì thôi. Em đây về. Đó, tôi về đúng giờ rồi đó.
con đã hài lòng chưa? Vợ với con suốt ngày ghen bóng ghen gió thì làm sao mà làm việc được. Theo em á, nếu như mà anh ta có ngoại tình thì á, mình phải tìm cách để anh ta trở về nhà với vợ chứ con. Con như vậy mới tốt, chị có hiểu không? Bông, bỏ xuống đi, đứng lên con. Anh đừng có như vậy. Tại em sợ bà của con em đi theo người khác, cho nên em mới như vậy thôi. Đã nói là không có chuyện đó rồi mà. Kiếm tiền nuôi hai đứa đã đủ mệt rồi, thời gian đâu mà đi ngoại tình. Em biết rồi. Đi cả ngày nhớ bà bông quá hả? Nào đưa bà bông nào. Chưa rửa tay. Lại cái gì nữa đây? Anh đi vô rửa tay đi rồi bế con. Đúng vậy, má và chồng thân chính đã bàn bạc với nhau rồi mới quyết định thằng Hiếu cần phải có cuộc sống tốt hơn. Không lẽ con không muốn điều đó xảy ra sao? Nè, con đừng có vì sự ích kỷ của mình mà để cho thằng Hiếu bị thiệt thòi con à. Sau khi mẹ con hạ về thì thằng chính nó có sự thay đổi, nó sẽ yêu thương thằng Hiếu nhiều hơn. Con cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời cho má biết. Hiếu. Dạ. Ra má biểu. Gì vậy má? Cô Hạ có đánh con không? Dạ không, má Hạ thương con lắm á. Ai cho con gọi là má? Con chỉ có một người má là má thôi, biết chưa? Dạ. Cô Hạ có em bé rồi đúng không? Dạ đúng rồi, em bé dễ thương lắm á. Ở nhà ai cũng cưng em ấy hết, nhất là ba với bà nội đó. Con muốn xuống Sài Gòn học không? Má cho con xuống ở hẳn với bà nội luôn hả má? Ừ. Má sẽ tìm cách để cho con có cuộc sống tốt nhất. Má con mình sẽ lên Sài Gòn. Dạ. Tít ơi. Tít ơi Tít. Sao con ngồi ở đây? Má con đâu? Tít, con nghe ba nói không hả? Tít, cái thằng này. Tít. Nè, cô đi đâu giờ này mới về? Anh còn hỏi nữa hả? Nhà có một chiếc xe, anh đi rồi thì tôi phải đi xe ôm, nên về trễ cũng là bình thường thôi mà. Như hợp đồng với công ty Học Nguyễn giữa tháng mới hết hạn mà. Tại sao thì cô bỏ đã... đi. Bỏ cái gì mà bỏ? Cô có biết việc làm của cô gây thất thoát khổng tiền cho công ty không hả? Tiền hả? Tiền cái gì? Anh có biết vì tiền mà mình khốn khổ khốn nạn tới bây giờ chưa? Thank you.
Đừng vội bước đi qua bao điều, đừng vội lãng quên em nhé. Tràn bao yêu thương những ngày tháng qua, vội vã theo em về cuối trời. Bước chân em đi cơn mưa qua, dấu yêu em mang về nơi ấy. Giờ anh muốn nói với em bao điều, để trái tim ta mãi cùng chung lối. Nhớ em thật nhiều, nắng trong đêm dài, chúc em ngày nào. Nơi con tim này luôn nhớ em, về bên anh nhé. Anh sẽ đợi, anh sẽ chờ, chờ. Yeah.